Tuấn Nùng xin mến chào toàn thể quý vị khán giả tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị, quý vị khán giả một ngày thật là vui vẻ, may mắn và an lành. Lời đầu tiên cho Tuấn Nùng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến ông bà, cô chú anh chị đã gửi lời chia buồn đến với gia đình của Tuấn Nùng. Mấy ngày vừa qua thì ông ngoại của Tuấn Nùng, một trong những người ông trước đây cũng nguyên là trưởng phòng giáo dục, ông cũng tuổi cao sức yếu, năm nay ông 88 tuổi, ông cũng mới mất. Do vậy Tuấn cũng phải phận con cháu phải để lo cái việc ma chay cho ông. Nên là trong những ngày vừa qua Tuấn Nùng cũng không thể di chuyển đồng hành cùng quý cô chú anh chị đến với các hoàn cảnh được. Đó, Tuấn Nùng một lần nữa xin chân thành cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô chú anh chị, các bạn đã gửi lời chia buồn đến với lại Tuấn Nùng và gia đình của Tuấn Nùng. Hôm nay thì Tuấn Nùng cũng tranh thủ trời nắng lên một chút. Trong 2-3 ngày vừa qua trời mưa rất là lớn các bạn ơi. Vào khí hậu vào cuối thu rồi nhưng mà mưa vẫn còn rất là lớn. Hôm nay thì Tuấn Nùng cũng lên trên sườn chè để tiếp tục mang các cái sản phẩm trà san tuyết của cái vụ cuối này đến để gửi đến cho các ông bà cô chú mà đặt trà trên kênh của Tuấn Nùng. Hôm nay khi lên với sườn trà thì Tuấn Nùng cũng mời quý vị đồng hành Tuấn Nùng đến thăm hoàn cảnh của một anh, đó là anh Cáo Phủ Sấn. Anh là dân tộc Cà Lao, các bạn biết đối với dân tộc Cà Lao là một trong 16 dân tộc thiểu số ít người của Việt Nam. Đối với dân tộc Cà Lao bây giờ có khoảng 3.800 đến 4.000 người thôi trong cả cái đất nước của chúng ta. Và anh Cáo Phủ Sấn là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngày trước Tuấn Nùng còn làm dự án giảm nghèo ở đây. Thì hoàn cảnh gia đình anh ấy cũng là một trong những gia đình nghèo và được xã làm cho một cái ngôi nhà cấp 4 từ năm 2018-19 gì đó. Cái thời điểm đó là Tuấn Nùng vẫn đang triển khai thi công cái tuyến đường bê tông để phục vụ cho chuối giá trị chè san tuyết của thụ cũng như là chuối thảo quả ở tại xã Tung Sán này. Và cách đây khoảng một năm về trước thì Tuấn Nùng cũng hỗ trợ anh ấy 10 triệu để đầu tư vào bán các sản phẩm chè từ cái vườn chè của thụ anh ấy cho xưởng chè của Tuấn Nùng. Và khi đó thì anh có một cái khối u nho nhỏ ở đằng sau cái mang tai. Thì Tuấn cũng bảo anh là đi khám đi, không là rất dễ nguy cơ là có thể là nó gây đến cái vấn đề là bị u hoặc ung thư. Và khi Tuấn lên với xưởng trà thì cũng nghe được em Chu Thanh có nói rằng là anh ấy bây giờ đã bị nặng rồi, lâu Tuấn cũng không qua thăm anh ấy. Anh thì có một vợ, hai người con, đó, một cậu con trai thì đang đi làm công ty để lo đi làm ở dưới xuôi thôi. Có lẽ là không phải công ty, tức là đi làm ngoài để kiếm tiền về hỗ trợ chi phí điều trị cho bố. Còn người con gái bây giờ mới đang học lớp 9 thôi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và bây giờ anh ấy, hôm đợt trước là anh đi xuống viện Hà Giang thăm khám là người ta không dám phẫu thuật vì không chuẩn đoán được là bị u gì, ác tính hay lành tính. Hoàn cảnh anh rất là khó khăn. Nên là hôm nay Tuấn sẽ mời quý vị khán giả đồng hành cùng Tuấn Nùng vào thăm hoàn cảnh của anh Cáo Phủ Sấn, một trong những cộng đồng dân tộc Cờ Lao thiểu số ít người các bạn ơi. Giờ Tuấn mời các bạn Tuấn Nùng vào nhà. Hiện tại thì đường Tung Sán người ta đào ra và người ta sẽ làm rộng 7m. Trước đây thì cái đường dự án Tuấn Nùng làm có 3m thôi các bạn ơi. Đối với nhà anh Cáo Phủ Sấn thì là một trong những gia đình nghèo đặc biệt khó khăn của xã. Đây là cái chuồng trâu. Trước đây thì đối với nhà anh là thấp hơn cái mặt đường các bạn. Bây giờ người ta san xuống và đường rất là lầy lội. Hôm nay Tuấn Nùng lên xưởng chè là đi dép sắn quần lên như kiểu đi bừa ruộng luôn. Đó. Đường rất là lầy. Nhà anh Cáo Phủ Sấn này trước đây cao hơn đường cơ, bây giờ lại thấp hơn đường. Thấp hơn đường đến 1m. Bây giờ đã cao hơn rồi. Đó. Và xung quanh nhà là vẫn có những cái phiến đá rất to. Đấy. Và đây thì trước còn có những cái cây chè phụt cổ thụ cơ. Ở ngay nhà thì ngay mặt đường. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại là thuộc cộng đồng dân tộc Cà Lao nên là trước đây được xã hỗ trợ làm cho một cái ngôi nhà các bạn, nhà cấp 4. Anh ấy chắc là ở nhà thôi. Ai, nhiều thóc quá. Em chào anh nhá, em chào anh Sấn. Ôi trời ơi, anh dạo này thế nào, sức khỏe thế nào rồi? Ồ, chắc là anh đang đau. Bây giờ anh sức khỏe thế nào rồi? Yếu. Yếu lắm à? Không đi nổi nữa nào. Bây giờ là không đi nổi rồi. Đấy ngày trước là lên một cái cục bé bé em bảo anh là đi viện đi không đi, bây giờ là
Mấy năm bây giờ nó sưng như thế này, nó sưng như thế này được bao nhiêu lâu rồi? Được 3 năm rồi. Được 3 năm rồi. Bây giờ nó sưng hẳn cái mang tai lên như kiểu bị quai bị luôn. 3 năm rồi nhưng mà hôm nay nó mất để cái này này. Nó mất để cái này rồi nó mới tẩy sát to lên cái này. Nó bây giờ nó sưng to thế. Đầu tiên thì nó là cái này. Ừ. Bây giờ cái này. Đây là anh Sấn các bạn ơi. Anh thì thời gian này là nghe em chú Thanh có chia sẻ là không đi làm chè được. Là đau. Thế hôm nay không có ai ở nhà anh? Không. Để Tuấn Nung dùng cái đèn bật cho nó sáng lên một chút. Vâng. Ô, anh chào em. Vâng, chào anh nhé. Ồ, hôm nay xuống nhà anh trai à? Vâng, hôm nay em xuống đây chăm sóc anh tí ạ. Thế à? Vâng. Em gái của anh Cáo Phủ Sấn, cũng là dân tộc Cà Lao. Lấy chồng ở trên chỗ Hợp Nhất, cũng là một trong những thành viên trước đây là nằm trong cái nhóm sở thích sản xuất chế biến chè của Tuấn Nung. Hôm nay là xuống cho anh trai à? Vâng, hôm nay em thì anh thì cũng đau lâu lắm. Hôm nay em xuống là anh đứng qua đâu chảy máu nhiều quá thì em phải xuống. Bị chảy máu á? Vâng, chảy nước máu nhiều quá ấy. Xong rồi em phải xuống chồng anh ấy. À. Vâng, chỉ do này không ở nhà nữa. Quấn đó là đi học hết thì... Vợ anh Xuân đâu? Vợ dẫn đi làm ấy. Đi làm kiếm tiền về lo cho anh ấy. Vâng. Đứa gái đâu? Đứa gái năm nay là học lớp mấy? Năm nay chắc phải học lớp 8, lớp 9 rồi đấy nhỉ? Năm nay lớp 9 rồi ạ. Cái thời anh làm dự án ở đây thì cháu nó mới còn đang học lớp 4, lớp 5 hay sao rồi. Vâng. Hôm nay học lớp 9 rồi. Đứa anh quá, anh thì đau lắm thì quay trong ấy. Rồi em hôm nay phải xuống đây chăm sóc anh tí. À, vâng. Đợi anh một tí để anh lắp cái đèn cho nó sáng sáng hơn tí nữa. Vâng. Thế là bây giờ là nó sưng đau à anh? Mặt mũi là dạo này đen hết đi rồi. Vâng. Tiến thế cái ngày trước là nó lên một cái cục bé bé và đi khám thì không chịu đi, bây giờ nó sưng như thế này. Thế đi viện Hà Giang khám chưa? Đi rồi ạ. Đợt trước đi chưa em? Đợt trước đi rồi. Đi rồi, vâng. Bây giờ đi lại nó lại không đi được rồi. À. Vâng. Ngày nào cũng nằm thế thôi. Ngày nào cũng nằm như vậy. Vâng. Thế là con gái của anh ấy, cháu ấy là đang học lớp 9 là ở bán chú hay là... Ở bán chú ạ. Ở bán chú á. Vâng. Đau lắm, không ăn được cái gì. Cái này đi viện Hà Giang thì khám họ nói như thế nào? Có kết quả xét nghiệm hay là khám bệnh thì người ta nói sao? Bác sĩ nói chắc đi cũng phải mất tiền thôi, bảo thế ạ. Vâng. Nhưng mà bị u như thế này nó là lành tính, ác tính hay là nó như thế nào? Có phẫu thuật cắt bỏ được không hay như thế nào chứ? Cái này thì bác sĩ cũng bảo là đi cũng chứa được cũng không được lâu ấy. Ừ. Vâng, bảo thế. Cái này u đấy cũng mổ được. À, vâng. Cũng mổ được. Vâng. Thế... Bây giờ nó lại to lên rồi. Bây giờ nó to lên hơn. Vâng. To lên này... Ngày trước có mỗi cục bé tí ở đằng sau mang tai thôi. Vâng. Bằng đầu ngón tay thôi. Vâng. Và anh đi khám, anh không đi khám. Lần trước thì em muốn bảo anh đi nhưng mà anh bảo là không, nhà vất vả ấy, nghèo không có tiền lại không đi ấy. Vâng, lại không đi được thì bây giờ lại to lên rồi. Khổ cho anh quá. Anh Sấn là sinh năm 83, hơn Tuấn Nung 1 tuổi các bạn ạ. Anh cũng có cậu con trai cũng lớn rồi. Cũng là đi thoát ly đi để kiếm tiền về chữa bệnh cho bố. Còn vâng. Cô con gái út năm nay là đang học lớp 9, là ở bán chú, cháu ở bán chú luôn à? Vâng. Thế bây giờ vợ cũng đi làm? Vợ cũng đi làm ạ, đi làm kiếm tiền. Thế thì hàng ngày anh tự lo cơm nước à? Vâng. Ngày có lúc em về có thời gian em xuống đây nấu cho anh ăn, nhưng mà có lúc em lại không có thời gian thì anh lại tự một mình khác ăn thôi. À. Vâng, ăn tí cháu thôi. À. Vâng. Nấu cháu ăn, uống tí sữa. Từ sáng nay đến em về đến đây anh cũng không ăn được cái gì nữa rồi. Vâng. Thế là thời gian vừa rồi đấy là anh ấy hay bị chảy máu mũi lắm à? Vâng, mấy hôm nay thì anh hay chảy nhiều lắm.
cứ bị chảy máu ra mũi. Vâng. Thế anh ấy có bị nôn niếc gì? Có ạ, nôn nôn ra máu ạ. Nôn cả ra máu nữa. Vâng. Thế thì làm một bên mắt không nhìn thấy ạ. Một bên mắt là không nhìn thấy. Vâng, có mỗi một bên nhìn thấy thôi. À, một bên là mờ đi. Vâng. Thế em xuống đây giúp đỡ anh trai, chồng muốn nói gì không đấy? Không ạ. À, không nói gì. Vâng, thế là anh Tây giờ thì không nói gì ạ. Vâng, tối em lại về. Tối tối Vâng, lại về đây về rồi. nhà lại trong Thì nhà nữa à. cái Vâng. cún của anh ấy là ở hẳn trường ấy nhỉ, Vâng, thứ thứ là sáu trường thứ ạ. bảy mới về. Vâng, hôm nay thứ năm rồi, mai thứ sáu, thứ bảy là về rồi. Thứ bảy là về. Về nhà xong là em lại về. Cũng vất vả. Vâng, và đây này đi cà về thóc đây còn chưa phơi được đây này. Thông này thì chỗ này thì chắc là được khoảng 7-8 bao chứ mấy. Có tấm 7 bao thôi ạ. Được 7 bao thôi hả Vâng, còn chưa sàn thì còn chưa phơi đâu. em? Đây là cái ban thờ của cộng đồng dân tộc Cà Lao các bạn này. Vâng. Phía trên cũng thờ ba bát hương. Và phía dưới thì cũng được dán giấy vàng. Ở trên phía xà nhà trên kia cũng được dán giấy. Là cả nhà là thu được có 7 bao thóc thôi. Vâng. Thế thời gian vừa rồi như vợ vợ anh ấy không ở nhà thì ai giúp anh ấy thu thóc? Thì cả làng ấy, À. anh em về họ thu xong là còn chưa nắng chưa phơi được ấy. Chưa phơi được. Vâng. Thế cái rừng chè của anh thì bây giờ anh không hái được thì ai hái? Em còn đi hái hộ không? Có ngày thì vụ nào nếu mà chè nó mọc thì em lại đi hái cho. À. Vâng, hái bán được một ít này, mua một tí các thứ về sứa về cho anh uống thôi. À. Vâng. Đây là cô em gái của anh Sấn, cô em gái ruột Vâng. đi lấy chồng trên chỗ nhà trên qua xưởng chè em Chu Thanh bên phía trên một tí thôi ngay đó. Thế là bây giờ là đau lắm à anh Sấn? Vâng. Đau lắm à? Đau lên trên hình này. Nó đau lên trên đầu. Vâng. Nóng cơ. Cái này nó nóng nó mới đau lên này. Nó đau hẳn lên trên đầu. Thế là hôm qua là bị chảy máu cam ở mũi đến tận sáng nay mới hết á? Tức là cứ bị chảy máu ra. Vâng, anh ấy không nói được ấy. Lâu lâu nói được một câu, hai câu thôi. Cái này chắc là bị u rồi. Cái này chỉ có xuống được cái bệnh viện ung bướu Trung ương, bệnh Vâng. viện K ấy, ở dưới Hà Vâng. Nội để thăm khám thì may ra có cơ hội. Anh cũng vất vả thật. Vâng, muốn vất vả cho anh thì không có tiền đấy. Không có tiền thì cứ ở nhà thì bây giờ anh thì đau rồi, đau lắm rồi. Không có ai giúp được đâu. Nói chung thì nhà cũng chẳng có gì nhỉ. Vâng, người nhà thì cũng có gì đâu. Lâu lâu em lại về. Lâu rồi em về giúp hộ anh ấy thôi đúng không? Vâng. Đây là cái phần thóc lúa. Vâng. Còn đây là cái không gian phía nhà bếp đằng sau này các bạn. Vâng, đấy là nhà bếp. Ở ngay gần suối. Vâng. Đây, nhà thì cũng đun bếp củi thôi. Nhưng gói mì tôm, ôi, chủ yếu là ăn mì tôm à? Vâng, chỉ có ăn mì tôm thôi ạ. Một mình không có ai ở cạnh, con gái thì đi học, con trai đi làm, bà vợ cũng đi làm để kiếm thêm cái đồng tiền để chi phí thuốc thang cho anh Sấn. Gian đây các bạn, đây là cái khu vực bếp lò.
Khu bên này là khu để bày bát đũa các bạn này. Khu nhà tắm, nhà vệ sinh. Ở đây thì ngay cái con suối rồi. Vâng, đây ngay suối ạ. À. Không có đất để ở đây à, ngay suối đây ạ. À. Suối nước chảy to. Ôi, cái lũ to về là nó kêu lắm ấy. Vâng, kêu mà. Vâng, kêu lắm. Lũ to về là rất là kêu. Vâng. Vất vả. Thế là hôm nay em có giúp cho anh trai nấu cơm không? Có ạ. À. Em phải nấu cơm cho anh trai ăn xong em mới về nhà. À. Vâng. Cũng khổ nhỉ, ở một vâng. mình bây giờ cũng vợ thì không ở. Vâng. Không mà con trai thì cũng đi làm, con gái thì đi học. Vâng. Cũng khổ thật. Nhà bếp từ ngày trước các bạn ơi, bỏ hóng đen kịt luôn. Đây là những cái giống quả đậu đũa. Người dân thu hái về người ta cứ để trên các bếp như thế này thôi. Đến mùa người ta lại mang đi gieo trồng. Lại bị chảy máu mũi à? Không, nôn mọc ạ. Nó cứ chảy ra như thế. Vâng. Bây giờ nếu mà có điều kiện thì phải đưa anh đi một chuyến xuống bệnh viện ca trung ương thăm khám thì mới biết được là có ấy không. Chắc là nằm một chỗ lâu nay mỏi lắm. Vâng. Thì mùng em thì em cũng không sao chép được. Vâng. Một mắt của anh bây giờ là bị kéo mờ đấy nhỉ. Tức là nó chèn vào cái hệ thống dây thần kinh và không mở được bên mắt đấy đúng không? Nó có một bên mở được không? Thế ngày nào em cũng xuống dưới này hả? Vâng. Một ngày em cũng phải xuống một lần về xem trong anh ấy, xem anh ấy. Anh ăn được cái gì xong là em nấu cái đấy cho anh ăn. Anh không ăn được thì em lấy sữa cho anh uống xong là tối em phải về nhà. Vâng. Thế hôm qua có xuống không? Có ạ, hôm qua em sống trong đến 11 giờ xong em mới về ạ. Ừ. 11 giờ đêm á? Vâng, 11 giờ đêm. Sợ, một mình về không sợ? Cả hai vợ chồng mà. À, hai vợ chồng em xuống gì? Vâng. À. Tội nghiệp thật. À, trước đây thì anh cũng nằm trong cái nhóm sản xuất chè. Vâng. Và Tuấn Hùng cũng đã hỗ trợ để cho anh ấy sản xuất chè. À, chuyên cung cấp những cái sản phẩm chè sạch cổ thụ về chỗ nhà xưởng của Tuấn Lùng để lo đầu ra cho bà con nhân dân ở đây. Như thời điểm trước chỉ là một cái cục u nhỏ nhỏ, nó ngay dưới cái mang tai, bảo anh đi khám thì không đi khám. Đợt đấy anh bảo không sao nhỉ? Vâng, đợt đấy thì anh bảo là chắc con không to được ấy. Vâng, thì chưa nhìn thấy bao giờ không biết đấy. À, bây giờ mới thấy to lên, mới không biết làm sao á. Thì bây giờ là cứ nằm một chỗ như thế, nằm như thế này được bao lâu rồi? Tức là anh bị sưng to này nằm được bao nhiêu lâu rồi? Này anh được chắc nằm thế này được một tháng rồi ạ. Được một tháng nay rồi? Vâng. Này bây giờ vợ thì đi làm, chị đi làm tận đâu em biết không? Đi làm ở dưới Bắc Linh sao đấy nhỉ? Yeah. Vâng, thì em cũng lâu lâu gọi điện thôi. Còn con gái thì đi học, con trai thì cũng 16, 17 tuổi rồi á. Vâng, cũng đi phải kiếm tiền về lo cho bố. Vâng. Lo cho bố. Vâng. Bên này có một con đây này. Ủa chứ quế quẹ là... Ừ, chung tự tỏ lên đó. Bị xung quanh hết cổ rồi hả em? Vâng. Tức là nó có những cái hạch bé bé ở xung quanh hết rồi. Vâng, bên này còn có một con đây nữa nè. Một cục ở dưới đấy. Vâng, một cục đấy nữa. Một cục ở dưới cổ á? Dưới bả vai á? Vâng, bên vai ạ. Sau cái vai với là bên chỗ tay là nó cục.
Tức là nó thành cục này. Vâng, tay này cũng đau này. Sao chú bảo sao? Cái này là chỗ mấy bữa kia quay trong cái chỗ đau kia, nói là nó hấp đâu, nói đi xong nha, thuốc gì ai đây cái thuốc gì với luôn, với xong nha nó không đau nữa, cái thuốc nó vừa với xong là nó đau này, nó cũng vừa rồi. Thấy không? Bác, cái này nó tức là lấy thuốc nam, ý là lấy thuốc nam bó. Vâng. Nếu mà nó không đau là hợp. Vâng, nó không đau là hợp. Nhưng mà bây giờ để gói về một tí là đau, được không được 2 phút là đau thì không hợp rồi. Thế anh hỏi thật ở đây, thế dân tộc Cà Lao bị như thế này có bao giờ cúng ma các kiểu? Có làm nhiều có xem thầy không? Có ạ, anh thì cũng mất đi các thứ nhiều, là tiền cũng đi nhiều. Cũng đi cúng nữa. Cúng mà, cũng này, cũng tin người dày hà này, nhưng mà cũng không đỡ ấy. Bị bệnh này làm sao mà đỡ được, chỉ có cách đi viện thôi. Như bây giờ mà cúng ma thì ma chẳng có ma nào giúp mình được đâu, chỉ có mình biến thành ma thôi. Vâng, thì không biết thì ở nhà thì cũng bói cúng thôi. Còn thuốc nam thì bây giờ cũng chắc là không được, bây giờ chỉ có được cái điều kiện thì hỗ trợ đưa anh đi bệnh viện ca để thăm khám và điều trị, nếu mà có cơ hội thì mà u lành thì phẫu thuật được, còn nếu u ác thì mà nó chưa di căn thì còn được. Vâng. Đấy, còn nếu mà nó di căn rồi thì cũng chắc là cũng phải đành chấp nhận thôi. Vâng. Nhìn anh đau đớn quá. Vâng, anh đau lắm. Anh có gì thì giúp được mà em thì phải anh phải giúp mà em làm thế nào chữa cho anh mới được. Thì em thì để đi lấy chồng không biết cái gì. Vâng. Cũng lâu lâu về thăm thôi, anh. Em ở gần thì em cứ chăm sóc anh ấy thôi. Bây giờ vâng. chị dâu cũng chẳng ở. Vâng. Con trai anh đi làm. Bây giờ con gái của anh thì còn đang đi học lớp 9 thôi. Vâng. Mà anh nằm nhà một mình như thế này cứ đói ăn mỗi mì tôm thôi. Thóc thì chưa phơi được, đúng không? Vâng. Thóc này là chưa sắt được đâu nhỉ? Đây này, mì tôm có lúc còn ăn này, sữa kìa. Vâng. Thì cũng có sữa thôi. Tức là cứ mua mì tôm với lại sữa về treo để thế này thôi. Vâng. Đấy, tức là anh ăn lúc nào anh úp, còn cứ đun nước nóng là để phích như thế à? Vâng. Anh ăn lúc nào thì anh úp, còn nếu mà anh uống sữa thì anh uống. Vâng. Thôi anh cũng xin phép anh đi về đây. Vâng. Em cố gắng chăm sóc anh trai mình nhé. Vâng. Cảm tại vì anh cũng nhắc là em nằm trong cái nhóm sở thích sản xuất chè của anh nên là anh cũng không biết là anh ấy bị nặng như thế này đâu. Vâng. Đó, nên là hôm nay tiện thể đi lấy trà nên là anh phải vào anh thăm anh luôn. Vâng. Nếu mà có được sự đồng hành từ mọi người thì anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh ấy. Vâng. Mong sao là may mắn đến với anh ấy để có thể đưa anh ấy đi xuống dưới bệnh viện ca để thăm khám. May sao thì có thể điều trị được. Giúp cho mà em mới biết rồi. Hả? Ôi trời, cho em bé ngồi đằng trước luôn à? Ngồi được không? Bà con ở đây thì vẫn đến đi qua đi lại thì vẫn có người đến để thăm hoàn cảnh của anh Sấn. Anh cũng là một trong những hộ đặc biệt khó khăn, hộ nghèo nằm trong cộng đồng dân tộc Cà Lao. Và trước đây anh chỉ lên một cái hạt nhỏ như thế này ở đằng sau mang tai thôi các bạn ạ. Hôm nay vào thăm thì mới biết là anh ấy đã sưng lên hẳn một cái mang tai bên phải thành một cái khối u, và anh đã đau đớn và có những cái cục u ở bên cạnh nữa, trên bả vai, có thể là ở cả cổ nữa, và anh đang bị thổ huyết, cả nôn cả thổ huyết ra mũi. Tuấn Nùng không biết phải chia sẻ như thế nào, phải nói ra làm sao, nhưng mà cảm thấy rất là thương anh ấy. Anh ấy đang phải chịu những cái cơn đau đó, vợ con thì đi vắng cả. Và anh ở nhà một mình, chỉ có cô em gái đi lấy chồng ở cách đây 2-3 cây là thường xuyên đến để giúp đỡ cho anh ấy thôi. Hôm nay thì Tuấn Nung tranh thủ chia sẻ hoàn cảnh của anh Sấn khi mà Tuấn lên trên này để lấy trà về cho quý cô chú anh chị, quý vị khán giả. Những sản phẩm trà Sán Tuyết cổ thụ nha các bạn nhé. Một tôm một lá, một tôm hai lá, rồi bạch trà San Tuyết cũng như là hồng trà San. Và thời điểm này đã bắt đầu có trà móng rồng rất là thơm ngon rồi, vì đây là vụ trà đầu mùa. Tuấn Nùng cũng xin chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành Tuấn Nùng trong buổi ngày hôm nay, đến thăm một hoàn cảnh của
cộng đồng dân tộc Cờ Lao, đó là anh Cáo Phủ Sấn. Bây giờ thì Tuấn Hùng cũng xin được kết thúc video và di chuyển đi về. Xin chân thành cảm ơn mọi người và xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Giờ thì Tuấn Hùng di chuyển đi về thôi.